Ở bài hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là cluster validation, có nghĩa là đánh giá cái kết quả gom cụm, đánh giá cái kết quả gom cụm nó có tốt hay không, tốt đến mức nào. Thì cái vấn đề đánh giá kết quả gom cụm này mình có thể dùng ba cái đồ đo, có thể có ba loại đồ đo. Là external measure. External measure là những cái đồ đo mà nó dùng cái thông tin ở ở bên ngoài không có trong dữ liệu, tức là những cái gì mà nó nằm ngoài tập dữ liệu, ví dụ như nó cái label, cái nhãn. Internal measure là nó sử dụng bản bản thân của dữ liệu, tức là không có dùng cái gì ở bên ngoài, ví dụ như dùng chính dữ liệu để mình đánh giá, dùng dùng cái thí dụ như mình dùng cái khoảng cách giữa các cái phần tử trong trong cụm và giữa các cụm để mình đánh giá được cái cấu trúc của cái cụm đó nó tốt hay không. Và một cái độ đo nữa là relative measure, là thì cái này về cơ bản nó là dùng để so sánh các cái kết quả gom cụm khác nhau. Thí dụ như khi mình áp dụng cùng một thuật toán với nhiều cái tham số khác nhau thì nó cho ra nhiều cái kết quả khác nhau, thì làm sao mình đánh giá được cái chất lượng của các cái kết quả gom cụm đó, và so sánh với nhau cái nào tốt hơn chẳng hạn, hay là mình so sánh cái kết quả gom cụm của hai cái thuật toán khác nhau, cái nào tốt hơn. Thì cái relative measure chủ yếu là dùng để mình lựa chọn cái siêu tham số của cái thuật toán, tức là ví dụ như thuật toán đó mình cần biết mình chọn là gom thành bao nhiêu cụm là tốt. Thì mình có thể thử nhiều cái tham siêu tham số là cái số lượng cụm khác nhau và mình lựa chọn cái số lượng tốt nhất chẳng hạn như vậy, thì cái relative measure nó hướng đến cái nhằm đến cái mục đích đó. Thì đó là ba cái loại đồ đo mình sẽ sử dụng để mình có thể đánh giá cái chất lượng của kết quả gom cụm. Thì ở phần tiếp theo mình sẽ đi lần lượt vào từng cái loại đồ đo.